Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hôm nay. Slovakia bắt cựu bộ trưởng nội vụ, người có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Vào hôm 20 tháng 4, báo chí Slovakia đưa tin cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ ông Robert Kaliňák, cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ của Slovakia. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliňák, cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ Slovakia. Ông này là người đã bị cáo buộc đã giúp đỡ phía công an Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức. Cựu phó chủ tịch Hậu Giang là người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Berlin, nước Đức, nhà báo tại Berlin, người theo dõi quan sát vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cho biết thêm thông tin về bắt giữ vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia như sau. Theo những thông tin mà tôi vừa nhận được và trao đổi với các phóng viên nhà nước ở Slovakia, thì họ nói rằng việc ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua, bao gồm cả việc tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức. Chính vì vậy đã bị cơ quan an ninh Slovakia chuyên trách việc theo dõi tội phạm trong đội ngũ chính trị gia và công chức Bộ Nội vụ nước này ra lệnh bắt giữ. Đây là hình ảnh chiếc máy bay của chính phủ Slovakia được ông Tô Lâm mượn chuyên chở Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow để trở về Việt Nam. Là người đã theo dõi sát sự việc bắt cóc chấn động do cơ quan an ninh Việt Nam thực hiện ngay giữa thủ đô Berlin, nhà báo này lý giải vai trò của chính trị gia người Slovakia mới bị bắt trong vụ việc như sau. Vai trò của ông cựu bộ trưởng này rất lớn, bởi vì ông ta là người nắm giữ chìa khóa giúp cho phía Việt Nam có máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow, từ đó tiếp tục về Việt Nam. Nếu không có chuyến bay đó của chính phủ Slovakia và không có công hàm của chính phủ Slovakia nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia đang ngồi trên chiếc máy bay này, thì nó sẽ không được bay qua không phận của Ba Lan. Và đó là sự lừa dối của ông cựu bộ trưởng nước này. Nếu mà không có chuyến bay đó, thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng gần như không thể về Việt Nam một cách an toàn trong thời gian ông ta bị bắt cóc. Vụ bắt cóc này được báo chí phương Tây mô tả như là một câu chuyện giả tưởng thời chiến tranh lạnh để nói về mức độ khó tin của nó. Sự kiện này cũng khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức gặp nhiều sóng gió. Đây là hình ảnh chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam vào hôm 22 tháng 9 năm 2017, ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Đơn cử như việc Đức đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất một số nhà ngoại giao của quốc gia cộng sản này về nước. Theo nhà báo tại Berlin, thì dù mối quan hệ đối tác chiến lược đã được khôi phục lại, đến tận bây giờ mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa thực sự được hòa giải. Các hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam đã không được khôi phục. Có nghĩa là sau vụ bắt cóc xảy ra thì tất cả cán bộ ngoại giao của Việt Nam khi vào Đức dù dùng hộ chiếu ngoại giao thì vẫn phải xin visa của Đức thì mới được phép vào. Điều thứ hai là chính phủ Đức hiện nay vẫn không khôi phục đó là hai chức danh trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Chức danh thứ nhất là đại diện Interpol của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam. Trước đây do ông Lê Thanh Hải đảm trách và có tham gia vụ bắt cóc, cho đến bây giờ thì chức danh đó và vị trí đó vẫn không được phía Đức đồng ý cho Việt Nam đưa người sang, và nó vẫn đang để trống. Thứ hai là đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, tức là Tổng cục 5. Chức danh đó cũng không được khôi phục và cái chân đó ở Sứ quán Việt Nam vẫn đang bị để trống, vì chính người này đã tổ chức vụ bắt cóc hồi năm 2017 tại Berlin. Đây là hình ảnh chiếc xe bus VW T5 dính đầy máu được Bộ Công an Việt Nam thuê từ Séc chạy sang Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra, theo nhà báo từ Berlin chia sẻ, từ khi vụ bắt cóc diễn ra đến nay, chưa có một quan chức cấp cao nào của Việt Nam như Chủ tịch nước hay Thủ tướng được mời đến thăm Đức. Sau khi bị đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa ra xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến các cáo buộc như tham nhũng. Trong đó, ông đã hai lần bị tuyên án
tù chung thân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhận vaccine của Mỹ, ủng hộ Nga xâm lược, ai đã quyết chuyện trái lòng dân. Việt Nam sau hai lần bỏ phiếu trắng vào tháng trước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tìm sự đồng thuận để đánh án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Cuối cùng, Việt Nam đã bỏ phiếu trống trong cuộc biểu quyết lần thứ 3 mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda gọi là khoảng khắc lịch sử. Đây là hình ảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, trong đó Việt Nam nằm trong số 24 thành viên đã bỏ phiếu chống. Dù có 24 nước không ủng hộ nghị quyết được Mỹ thúc đẩy vào hôm 7 tháng 4, trong đó có Việt Nam, nhưng có đến 93 quốc gia bỏ phiếu tán thành, vượt quá mức tối thiểu cần thiết 2/3 trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Trong đó, 58 phiếu trắng không được tính để đình chỉ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới này. Nga đã trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử sau Libya bị loại ra khỏi hội đồng này. Tôi không ngạc nhiên bởi vì Việt Nam có mối quan hệ lâu dài với Nga kể từ thời chiến tranh mà Việt Nam hay gọi là chống Mỹ. Giáo sư Sacchieri của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ chuyên về chính sách về an ninh Đông Nam Á đã nói Việt Nam có mối quan ngại ngoại giao với Nga ở mức cao nhất, tức là mối đối tác chiến lược toàn diện. Và rõ ràng Nga đang đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân sự của mình. Bên cạnh đó, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ là hai đối tác chiến lược toàn diện còn lại của Việt Nam và Moscow cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội trong rất nhiều thập niên qua. Giải thích về quan điểm của Hà Nội ngay trước cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 4, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang nói rằng các quyết định của các cơ quan tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, hoạt động và mọi quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tức là cần dựa trên thông tin được kiểm chứng. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ thảm sát ở Bucha là giả tạo, trong khi chính phủ Đức nói có bằng chứng cho thấy quân Nga gây ra vụ thảm sát này. Tổng thống Mỹ Biden gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh và kêu gọi xét xử người đứng đầu nước Nga. Dù khẳng định rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm công luận và luật quốc tế nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nhưng ông Giang, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho rằng cần xác minh kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan với sự hợp tác của các bên liên quan. Quyết định của Việt Nam bỏ phiếu chống là việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được cảnh báo là có thể khiến cho mối quan hệ của Hà Nội với phần còn lại của thế giới rơi vào thế lâm nguy. Và quả thực như thế, hiện nay 8 tổ chức trên quốc tế đã đồng loạt kêu gọi các nước không bỏ phiếu để ủng hộ Việt Nam vào tổ chức nhân quyền. Và Việt Nam bằng cách không chỉ bỏ phiếu trắng mà bỏ phiếu cho việc quan điểm của Nga sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Mỹ. Giáo sư Abusa, nhà phân tích hàng đầu về chính trị an ninh Đông Nam Á đã nói. Và điều này có thể khiến cho Việt Nam mất đi một trong những cuộc gặp bên lề với Tổng thống Biden trong cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN đã được lên kế hoạch và nó sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tuy nhiên, theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sĩ khoa học chính trị tại trường đại học Boston, Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dường như sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam một cách công khai. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và ông Biden là Tổng thống Mỹ, khi đó ông là Phó Tổng thống Mỹ, tại Washington DC vào năm 2015. Theo ông Khang, Mỹ hạ thấp tác động của quyết định bỏ phiếu chống của Việt Nam với sự thấu hiểu rằng Việt Nam đang ở trong một tình thế rất khó khăn. Ông Khang đưa ra nhận định này sau khi cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet, người vừa có chuyến thăm tới Việt Nam và Philippines trong chuyến công du Đông Nam Á, cho biết rằng Mỹ sẽ không đánh đồng các nước như nhau nếu có các quốc gia bỏ phiếu trắng, vì cuối cùng thì Nga cũng đã bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và rõ ràng Việt Nam là một quốc gia
có mối quan hệ lâu dài với Liên bang Xô Viết trước đây và Nga hiện nay. Quân đội của họ rất khăng khít với quân đội của Nga, ông Cholet đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Diplomat. Đồng thời, Việt Nam đang phải vật lộn với điều này. Họ có thể liên hệ nhiều mặt với hoàn cảnh của người dân Ukraine, cũng như sự kiên cường, dũng cảm của người dân Ukraine trước sự tấn công dữ dội của một nước láng giềng lớn hơn rất nhiều lần. Theo giáo sư Asbusa, Mỹ hiểu được rằng Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với Nga, nhưng Hoa Kỳ có thể thất vọng nếu Việt Nam tiếp tục ủng hộ Nga khi Mỹ đang trở thành đối tác thương mại và an ninh hàng đầu của Việt Nam. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm và xây dựng thành căn cứ quân sự lớn nhất trên Biển Đông và Việt Nam không làm gì được. Ba lần bỏ phiếu của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine cách đây gần 2 tháng đều trùng khớp với quyết định của Trung Quốc. Sau hai lần bỏ phiếu trắng, Trung Quốc, nước phản đối các chế tài của Mỹ và phương Tây áp lên Moscow vì cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 7 tháng 4 cũng bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng cuối cùng, Nga cũng đã bị các nước đồng loạt thống nhất loại ra. Trong khi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đạt được hơn 110 tỷ đô la vào năm ngoái, thì con số này giữa Việt Nam và Nga chỉ có 7,1 tỷ đô la. Chúng tôi không phải là không biết điều đó, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam rằng tương lai và sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam gắn liền với Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Abasu nhận định và cho rằng ngoài vũ khí ra, Nga không có ý nghĩa gì với Việt Nam về mặt kinh tế, trong khi Mỹ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.